Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Điện Lệ Lộc Tài sẽ giới thiệu cho mọi người cách để làm xoang. Hôm nay Lộc Tài nhận được cái xoang, thiết kế xoang cho cái tủ inox. Loại tủ inox này chỉ có nhà hàng mới có. Như vậy mình đã hàn nhiệt xong đây, và giống y nhà sản xuất luôn, và tổ bên bảo hành 1 năm luôn. Mọi người yên tâm sử dụng, ai có nhu cầu là liên hệ đến Điện Lạnh Lộc Tài là giải quyết được hết. Quan trọng là có đạn, Điện Lạnh Lộc Tài luôn làm rẻ hơn so với hãng một nửa, nên mọi người yên tâm sử dụng, bảo hành 1 năm. Thank you.